mua tới nơi là như mình phải mua thịt hay quay trước, chứ mình ngồi ăn chập là cỡ 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ là coi như là ở đây là cái gì nó cũng hết hết trơn. Mình cứ để đi ra mình mới cần có lợi mà. Mình vừa ăn tại chỗ mà vừa mua đồ đem về luôn. Rồi kêu cái ào cái lên trên bàn xong nó đợi cái đánh dấu xong rồi ra ăn xong đến vậy là tính tiền rồi. Về khỏe. Rồi mình đói, mình tốt kinh nghiệm. Cái đó là kinh nghiệm đi ăn nhà hàng chứ không phải là đói kinh nghiệm vậy đi vô muốn nhanh đấy là phải báo đơn một lần. Thì nó sẽ ra một lần cho mình để mình có là mình muốn là tính tiền đi ra luôn chứ không có lợi. Cái gì là tay cứ liền liền nha. Qua cuối tuần á mình mệt cái tự nhiên mình thèm chi cái cảm ơn thèm ăn. Đừng hỏi thèm ăn cái gì. Chứ mà nó ở xa quá. Mình ở Phoenix mà nó giờ bây giờ Mesa là giờ mới đi. Trầm kia chứ trời trời tưởng món gì tưởng tôm hùm á nằm ở đâu á rồi hết món này món kia lại chở tới được thôi chứ còn món này á đi được đi trời rất là cái thay đồ tới ngày chính là thay đồ đi. Trầm được có tánh là coi như là mỗi lần mà mình thèm ăn cái gì cái là thay đồ đi liền không ngần ngại. Anh hiểu cái cảm giác mà khi mình thèm á thật sự là đi ăn liền mới ngon. Đúng không chồng? Ừ, đúng rồi. Qua thèm mà nhiều khi cho mình đem đến mình không ăn đâu. À, ok. Rồi mình nói chứ ăn được cứ ăn. Chứ có một thời gian nào đó lúc khi nào mình muốn ăn mình bỏ thời gian đi mình chưa chắc đã được rảnh rồi để đi. Tôm nó làm nguyên tôm nó ấy giống như gì nó bỏ vô luôn chứ đâu có ăn xong rồi tí nữa đi vòng vòng đi dạo nha. Có cái tiệm này thấy đẹp lắm đi dạo mua đồ cho bánh bèo. Có con gái mình ăn xí sòn á ông xã mình hình quá vừa mới ăn xong mà lấy đồ chùa miền chứ không thôi là quay một cái là dính rồi. Mình khoái chụp chồng mà nó đó chưa ảnh mà vô là coi như là tinh thần ăn uống là coi như là cái mồm cái sở thích của hai vợ chồng giống nhau nha. Cho mẹ nó âm thanh chén dữ quá trời đó vừa ăn uống trà nha. Bánh bao nó có nhân xá xíu ở trong đó, xá xíu là ngon ha. Ô, bẻ chén rồi. Xí mại nè, hồi nãy ở đời há cảo mà há cảo nó hết thì giờ mới có lại. Nó làm đậy sợ. Cái này nó sách đi. Kiểu mùi hoa là làm á, cũng hơi có dầu mỡ xíu nhưng mà ăn quen thì cũng ngon. Quen thì hơi dầu mỡ xíu. Này là chân gà này. Món chồng mình thích. Hai tay hai cái đồ kìa. Vô đây cảm giác không khí giống như là gần ngày Tết đó thiệt. Chồng có mua đồ treo xem chồng.
quay thôi mà thấy mình đẹp quá mình review lại. Ô chuông gió này cháu, ai thích thì tới đây mua nha, mình thấy mấy cái này đẹp. Kỷ niệm trong ha.
đâu phải là mới qua Mỹ cái là hội nhập được liền đúng không? Chồng cũng hét vậy, nó hội nhập với nước Mỹ cho nó kịp kịp thời đại với người ta. Mà nói chung là bây giờ thì thực sự ra là mình cũng an cư lạc nghiệp rồi, thì bây giờ vợ chồng mình con cũng đầy đàn rồi, ba đứa cho mấy đầy đàn rồi, đông rồi. Bây giờ là bắt đầu thực sự ra đối với bản thân mình mới bắt đầu nghe, thực sự không biết mấy bạn đi qua đây sao, chứ bản thân mình 16, 17 năm là cấm cúi làm việc, bây giờ mới bắt đầu với bản thân mình.